Hello, Thanh mến chào quý cô chú anh chị các bạn. Tiếp tục một ngày đi thăm bầy gắn nha cô chú anh chị. Thì Thanh vô cái khu vực này có 4 cái. Để cùng thăm 4 cái đầu tiên có kết quả như thế nào nha. Thì cái này cũng quá quen thuộc là cái clip trước á, Thanh có lượm cái manh bao đó. Cái bao Thanh nó để Thanh thay cái bao để làm ấy đó. Cái giường xuống cây nào cây nấy tổ bố luôn. Đó, cô chú anh chị thấy không? Thì Thanh lên vô Thanh đâm 4 cái này. Nếu mà có thì Thanh để nha. Không có chắc Thanh phải dời đi, dời quá chứ cô chú anh chị ơi. Vẫn gọi thăm dính mấy con nhỏ mà. Rồi, để Thanh quay camera trước. Mời cô chú anh chị đi trải nghiệm cùng với Thanh nha. Thì nói chung ra là bỏng Thanh dính được 1 kg vét. Rồi cái sao là dính được 2 con nhỏ nữa, nó im luôn. Thì khu này nói chung là cũng im lắm nha các bạn. Mà con cá là gắn không thì mình có xong còn một nó không chịu chạy. Trên kia có người ta đó, người ta đang hái sầu, giật bông sầu riêng á, chắc là đánh rút mấy cái bẫy luôn quá. Ông chủ đây thì ổng đàng hoàng, còn bỏm Thanh ở đây Thanh bắt mấy con ấy ra làm rớt 2 cây ghim mất tiêu luôn. Thanh vô lấy mà 2 cây ghim biết nằm đâu nè. Kìa, nó cũng giật bông sầu riêng chứ, này chắc rút quẩy rồi. Ủa cái bẫy đâu ta? Rồi cái bẫy mất tiêu rồi. Này có 1 cái nha các bạn. Chà, cái manh anh lú luôn. Trời ơi, dính con hoa hành. Cái bè bự giờ quýnh hoa hành nè. Nó mới ói chuột ra luôn. Hành này cũng nhỏ nha các bạn. Ở thằng qua kia 2 cái 7 nãy anh chỉ có người ta đó. Nhưng qua Thanh dở lên. Con gắn hoa hành chắc cũng cỡ gần cái ký lô các bạn. Nập nước chết queo, nó quéo quẹo luôn. Rồi Thanh không quay cái ấy qua, Thanh không quay nha các bạn. Quay rồi nó dần thấy gớm lắm. Bắt gắn này rồi, con đầu tiên đúng ra con kia cả ký lô nữa, sướng tay luôn nha các bạn. Bắt con gắn này ra nữa. Cái game này ông anh nó mới đưa nè, bỏm ổng Thanh bỏ quên. Trời đất, chuột tha ghét vô, ổng hành ổng vô luôn, theo luôn. Cái lưới lửa phân 2 của Thanh đó, Thanh làm Thanh quýnh bằng DK bự. Giờ Thanh dời mấy cái bẫy này đi đặng. Giờ mấy cái bẫy này đi đặng Thanh quýnh bằng đại ca bự luôn. Đó, con đầu tiên có gắn là mùa này có gắn là mình cũng đạt nha các bạn. Thăm mà có gắn là ngon. Nãy mình đừng sảy con, đừng có ao con kia là ngon nha các bạn. Con kia gì đâu 1 ký luôn, Thanh không dám quay luôn, nó bị quéo quéo quá. Quay công nó dành cái gốm. Rồi để Thanh đi thăm tiếp nha. Nước bên này lên cao quá các bạn ạ. Nước lên cao cái này chắc gắn đồ chắc nha. Ao hết quá. Để Thanh có 1 cái nè, ở trong lỏng hết. Tập cái tượng nó chạy. Cá ghê. Trời, có phần nha các bạn. Nước bự hay nhỏ mình không biết nha. Phần là múc ở trong. Chà, cũng nặng nha. Con 2 con à. Ừ, 1 con. Hoa hành nha các bạn.
cũng có lý. Rồi thành đặt bãi xí cua vô. Cái này bà hổng trời, ai mà kéo cái bãi lên ra thăm luôn trời. Một phút ở dưới mà kéo này thăm luôn. Rồi chuột đâu? Rồi, chuột còn. Kéo cái bãi lên mút vô đây thăm luôn à. Kiếm chỗ thằng nhét lại nha các bạn. Chỗ này bị người ta phát hiện. Thành có một cái nè. Đi thăm bẫy. Gắn nãy giờ Thành chưa bắt rồi. Thăm bẫy mà mấy cái luồng này sao Thành cũng hai ba cử rồi. Cái bẫy này, cái này thứ tư rồi. Mà không thứ chín gắn mà cái nguyên cục gò này. Làm sao mà khỏi không có gắn các bạn. Cầm mấy cử không có không như quê vậy đó. Yên ghê. Rồi cái te nữa. Rồi vậy mà không có gắn. Thôi nó biết nghĩ làm sao nữa. Còn chuột đây. Chuột còn luôn. Chắc nghĩ sao không có rút. Giờ đi nha các bạn. Yên ghê luôn. Không có. Vô tới mà thấy dọng cỏ nữa nè. Máy cái bãi thằng nhét ở trong đây sao hãy đặt ở ngoài mé là rồi. Chà có phần này các bạn đây phần. Nghe đầu ngón tay thanh niên bự hơi nhỏ đây. Rồi một em gắn nhì thành lại thăm cái đằng đây nó có thành bắt ra luôn. Hai con gắn mình lấy mấy cái bẫy bự ra mình lên ngay chỗ mà tôi không làm chạy nền đó các bạn. Thì ngay chỗ chạy nền đó bà hổng Thanh có cái anh chú Dường á, anh có kêu Thanh là đặt giùm ảnh phút đó đi, ảnh sợ gắn á. Anh thấy Thanh đặt cái anh kêu vô đặt. Họ Thanh vô Thanh đặt cho gắn này mới dính. Mới dính cái bẫy mới dính chứ gắn này dính lâu nha bạn, khô gắn. Gắn này gây dính đầu cái đầu. Hai bịch lúa của Thanh này. Năm lạng là xì gắn khô dính khô luôn các bạn. Dính gắn mà nó hiền khô luôn à. Quá hiền. À, không giống như nó miếng nước đúng khô luôn à. Rồi để Thanh nãy giờ Thanh cũng rút đầu cũng nãy trong kia bốn cái Thanh sẽ đi qua bên ngay khu đó luôn, Thanh đặt luôn. À, nhưng mà là không khu đó mà sát bên khu đó nha các bạn. Thì giờ Thanh đi thăm, mời cô chú anh chị các bạn đi thăm tiếp bãi rắn cùng với Thanh nha. Đây Thanh có một cái này các bạn. Thanh có phần này. Hành các bạn.
mới ăn chuột luôn, trời ăn cái bụng nóc luôn. Đặt mấy xích cua đây. Vậy là Thanh đây hai cái này mới dính nè, ba cái với đây ba cái là 6 cái nha các bạn. 6 cái 7 thì để một hồi Thanh đi qua bên kia cho chiến bên kia. Thanh bắt gắn. Khu này kiến ghiện dữ lắm nha các bạn. Bắt cái gấp ghẻn đang đi chứ để họ đu lên nó cắn chịu không nổi vậy đâu. Kiến ghiện dữ dằn. Con này cái chuột nó ói ra chưa không nha. Rồi. Bỏ cặp sắt nữa trong kia nữa rồi các bạn ơi. Thiệt tình chứ. Đâu là bỏ đó, đi đâu là bỏ đó. Hôm bỏ mới lấy lại được này, bỏ nữa. Rồi, nè. Không ăn con chuột nè. Nó nuôn nuôn. Trời ơi, kiến. Mới đây mà nó đeo lên, nó không có cái gì. Trời ơi, thôi đi, chạy thêm, chạy các bạn. Quá trời, kiến gì. Mình đặt đầy cái, chắc này nước gồng chắc cũng chuột chắc quéo quẹo luôn quá. Đặt cặp nó kinh, thấy ngon quá, im quá. À, nó không có ngập mà chắc nó không dính nè. Thấy cái mồi này không dính rồi các bạn. Rồi, chuột chắc quéo rồi. Không thấy dấu tích chuột nha. Mình biết ngập lắm nè. Đuốc nghiêm hết. Ngon ghê. Mình phải đưa lên cao, cái nào cao lên mới được. Theo bữa nay Thanh đừng có quéo quẹo con gắn bự đó, là hôm nay Thanh cũng có lý nha các bạn. Cái này đặt là đặt chơi chứ cặp cái này đồng nghiệp cũng đặt hết trơn. Trời, cái bẫy Thanh này môi chống lỏng rồi. Chuột còn này kiếm bị cởi kiếm bị con hay con không ngựa được. Rồi, nên là cái bẫy xi này lại cái vô kia thăm 4 cái nó là hết 7 nha cô chú anh chị. 4 cái hay 3 cái thì coi là 4 cái cuối cùng của Thanh là hết rồi. Thành có 1 cái. Đó, kia ai đặt cái bẫy nó xíu. Chuột quéo quéo. Chuột cọ. Lấy cái bẫy bự thằng nhét đây. Này bẫy nhỏ. Thế cái bẫy bự vô nha các bạn. Sầu riêng này anh chủ vườn cũng sắp sửa thu hoạch trái. Quá trời trái. Sắp sửa thu hoạch. Bữa anh kêu vô đây. Đặt giùm anh đi. Con rắn anh đi nhiều anh sợ mà anh thăm cái đầu tiên dính đây anh thành đặt cả 4 cái rồi chuột nằm rồi. Có hồ sơ rồi cho nó bịt lũ nãy giờ Thanh đi đặt mấy cái bẫy các bạn. Có mấy cái bẫy kia nãy Thanh thăm có mấy đứa nhỏ Thanh không có quay tại vì dàn bẫy Thanh mới đặt á nè. Giờ là Thanh còn được mấy con chuột, mấy con rắn nè. Con bị ói ra gì nghe nó ngồi tanh tanh nè. Rồi ói chuột để Thanh xử lý ra. Nếu bữa nay Thanh không có bị mắc bị hao mấy con gắn á là Thanh cũng có lý nha. Thì có gắn thì là mùa này có gắn là vui nha cô chú anh chị. Thì cái này cũng tầm ngoài 1 ký chắc cả 1 ký 2 ký 3.
Rồi, Thanh cũng tạm ngưng clip đây, hẹn cô chú anh chị clip sau. Chúc cô chú anh chị và các bạn xem clip thư giãn cùng với Thanh nha. Thì Thanh cũng có gì thì Thanh đăng bấy nhiêu, chứ anh em thì nói vô nó Thanh sao mà Thanh dính liền cái thì không, có bữa dính liền cái, có bữa không dính liền cái, thì mùa này mùa nắng mà các bạn, thì dính được bấy nhiêu thì mình được bấy nhiêu. Rồi, Thanh cũng hẹn cô chú anh chị các bạn lại clip sau. Chúc cô chú anh chị các bạn xem clip bẫy rắn thư giãn cùng với Thanh nha. Bye bye.